Thì ông Mai Khanh ở Bến Túc cái nhà thì cũng chuẩn bị tới giờ để dân bông đến chùa Phù Thi Đố cái nhà. Thì diễn biến như thế nào cái nhà đón xem ha, để chị Cường quay cho cái nhà chuẩn bị cũng gần tới giờ dân bông đến chùa Phù Thi Đố cái nhà. Tới giờ dân bông đến chùa Phù Thi Đố cái nhà ha. Thì bên đây là ấp Bến Túc cái nhà. Thì dân tới chùa Phù Thi Đố cái nhà. Thì cũng là sắp xếp là cũng bên xong cái nhà ha. Bây giờ mình lên xe đi cái nhà ơi. Đây bây giờ cũng đoạn đường này cũng quá xa cái nhà, thì mình đi xe tải này cái nhà, một chiếc xe ba gác nha. Đồ đạc cũng chuẩn bị chùa hết, dân cho chùa hết cái nhà ha. Ủa tàu tàu ba ngàn coi chưa lắc luôn.
rồi ha. Mở bớt camera đấy.